Xâm hàng Nhật Bảo Điện xin kính chào các bác. Nên lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy lọc không khí của hãng Daikin. Một con Daikin thôi nhé, còn rất là mới, rất đẹp. Các bác có thể nhìn thấy qua hình thức, còn rất là trắng trẻo, đẹp tai nhé. Con máy còn rất long lanh, đẹp. Đây, con này có mã là MCK55NZ, sản xuất năm 2012, công suất 58W, dùng cho phòng khoảng và 40m2 nhé. Dùng phòng khoảng 40m2, tình trạng máy còn rất là mới đẹp. Đây là bình nước cũng rất là mới, con này trắng tinh này. Trong này là màng tạo ẩm, một con rất mới này, nói chung là một con đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Máy thì cũng đầy đủ tất cả các công nghệ nhé, khóa trẻ em để lọc không khí, bù ẩm, công nghệ steamer, báo bụi, báo mùi, báo phần trăm độ ẩm. Con này thì đi theo một màng lọc HEPA mới nhé, vẫn nguyên ni lông em chưa bóc ra này, màng mới tinh các bác nhé. Daikin thì sử dụng công nghệ steamer chuyên là tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc độc hại ở đây, tất cả các cái vi khuẩn nấm mốc đều phải tiêu diệt ở đây hết. Con máy rất là đẹp. Con này thì em đã đấu đổ điện 220V bên trong rồi, các bác cắm trực tiếp điện luôn. Đây, rất là tiện. Em bán là 2.8 triệu nhé, giá 2.8 triệu chưa có phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.